Em thuốc Aro Sài Gòn xin kính chào các anh em. Hôm nay em giới thiệu đến em một công ly đề nông. Ly đề nông của model là BMA 1500 AE. Thì đối với những cái dòng 1500 thì anh em biết cũng dùng cái dòng 1500 trơn và 1500 R25 mã và 1500 AE. Thì đối với chất âm 1500 AE thì nó sử dụng MOSFET nè ha. Thì đối với anh em nào mà yêu thích đề nông chất năm chất âm ngọt liệm thì chúng ta chơi những cái con AE như thế này, còn đối với những anh em nào mà thích bass mạnh bạo lực hơn xíu thì chúng ta chơi 1500 R25 mã và những cái dòng lời lớn hơn. Riêng đối với những cái dòng của đề nông AE và SE là những cái dòng chất âm rất là ngọt ngào, rất là mượt mà ha. Đây thì em cạn về một con của nó là đẹp, cái đó là thiếu thùng xốp bao gồm cả catalog và kiểm zin. Đấy anh em xem thằng mũi nữa ha, không một vết lông mèo lông chuột dù giờ là một nhỏ dấu là nhỏ nhất ha, núm nút là không một vết tan gì hết ha. Đấy rửa AE nè, góc cạnh thành vết rồi luôn, tuyệt vời luôn. Đây anh em xem ha, nắm nút rồi. Cực kỳ đẹp luôn. Đấy. Còn phần phía sau đây thì em đang kết nối với cặp loa bô 901 CD 5 ha. Đấy, em quay sơ lược cho anh em xem. Rồi, em sẽ mời em nghe một đoạn nhạc trước ha. Đây, khiển nó đây. Trực tiếp trên remote được ha. Đây em đang xài ngõ CD. Anh ơi cho dù trên đường dài tháng phương biển biển quê hương, xin anh còn giữ vẹn câu thề, dù gió mưa về vẫn một lòng gặp tôi quê cũ mừng.
Rồi em sẽ quay phần chi tiết cho anh em xem kỹ hơn ha. Đấy, em chèn cái đánh liền đó là cho anh em thấy nó mới độ nào ha. Đấy, em quay quay cái đèn led là chiếu để cho anh em soi lông mèo lông chuột ha. Em thấy nó rất là mới không? Đây ha. Rồi, em sẽ mở điện thoại với mở cái nắp lại cho anh em xem cái độ thấp bên trong. Đây thì nó cũng thiết kế giống như 1500 trên 1500 R 25 mã. Thì em này nó sử dụng hai nguồn riêng biệt ha. Đây. Đây là dàn cái tấm nó bảo vệ phía bên trong nè ha. Đây. Đó, là hai bên cái này là nó còn nguyên xi luôn ha. Nên đó ảnh ở trong đây thì nó có cái giống như vậy, em cũng không có chẳng không có chùi luôn. Ha, bên đây cũng vậy. Đây nè thấy không? Này. Rất là đẹp rồi ha. Mặt phía trái mặt phía phải là đẹp tuyệt vời hết. Rồi đây là phần phía sau này ha, em sẽ lắp tạm lại cho anh em xem. Lắp đèn luôn ha. Đây thì nông 1500 AE, công suất là 250W, số chu kỳ là 7546, mắc in ra bằng ha. Đây là các trạm lo, trạm lo là mới chát luôn ha. Thì em này có đánh BY ha. Đánh một cặp thì 4-16, 2-18-16, BY thì chơi 4-16 luôn, rất là tiện lợi, rất là ấy. Có ngõ rời ao và anh em có thể ghép thêm súp vô đây cũng được nữa ha. Súp điện. Đó anh em thấy cái chim đã cắm rồi không? Nó rất là mới ha. Rồi, ngồi ra phòng khèo nó đây. Cái bơ mà nó màu xanh như thế này, người ta nhìn tưởng cũ vô không phải ha. Nó là màu xanh như thế. Thì em này đã đánh 4 watt phát, bỏ vết này sử dụng hai con này, một con này, hai con này, và con này là con điểm ha. Bên này cũng vậy, một con, hai con, con này là chuyên bản tuyệt đối 100% ha. Đấy, cũng tụ linh kiện đời mới rất là chất, rất là giống. Tẩy nhiệt là còn trắng, phao luôn. Hai cái nguồn mới chát luôn. Và đặc biệt cuối cùng là giá ha. Đây quay tổng thể lần nữa. Bốn kèn ha. Đây là tụ lực nguồn của nó. Trên đầu bọc bằng nhôm rất là chất lượng ha. Rồi đây. Quá đẹp luôn. Cái góc lắp phía bên trong đây cũng còn rất là mới nè. Mặt này cũng mới chét luôn. Đó, này thấy không? Nó màu đen xanh hơi xăm 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 xăm, bên nhìn xa nó hơi đen đen, chứ thật nó rất là mới. Đó. Bây giờ này thấy không? Rồi, và giá là 10,5 triệu anh em ha, 10,5 triệu bao ship toàn quốc cho đeo nào chưa hoàn đủ và bao ngọt viên nguồn viên catalog và kiển viên ha. Rồi, em xin kính chào anh em. Chúc em tuần này cuối tuần nghỉ là còn vui ha. Vậy rồi, chào anh em.